chào bà con cô bác nha. Hôm nay mình chuyển ở nhà không làm xe nữa mà mình chuyển làm ở hồ ở hàng ba cái này nha bà con cô bác. Đó. Đây là thợ kỹ sư sửa quạt nha bà con cô bác. Đó, sửa từ cái quạt sáng giờ lăn quăng lại quạt giờ sửa 5 cái mà có 1 cái bắn về chai nha. Họ sửa điện cho cố Trinh Hiển nha bà con. Đó, bà con thấy không? Bà con thấy không? Thợ sửa điện đó, sáng giờ làm quạt. Không biết bao nhiêu cái quạt đổ chưa? Đây. Hello, chào bà con nha. Hello. Tự chào luôn. Đó. Đó là Vinh Hiển không làm xe, Vinh Hiển làm cái xe này làm cái mở quán cà phê dẫm nha bà con. Đó, câu cá luôn. Để ngồi đây câu cá luôn nha bà con. Làm ở nhà quay cái cảnh quán của Vinh Hiển nha. Đó. Đầu tư cái quán này kiếm thêm cho bà con. Mới rảnh rảnh tên quán là Lambo Venano nha. Cà phê Lambo Venano. Mình đem cái Lambo mình để ngay chỗ này nha bà con quán. Đó, để ngay chỗ này để cho anh chị chiêm ngưỡng. Đó. Cái không gian của quán thì nó có như đây à, đây cái phòng ngủ nha bà con. Nè, đó, đây là cái phòng ngủ. Đây để bàn ghế rồi ha. Trời, đổi tài xế ác ôn, đổi tài xế ngay cái cua. Đúng quán này ác ôn chứ. Thì lấy xe mà đổi tài xế ngay cái cua gắt. Rồi quay vài phút cho có clip cho bà con xem nha. Sửa 5 cái con cái là bó tài bó phép luôn á. Rửa sạch sẽ như quạt mới luôn nha. Đó, quay dùng luôn. À. Rồi. Đây mình hiện quay cái không gian. Đây mình quay cái mình làm cái sàn để anh em ai tới câu cá nha bà con. Đây cái hồ này cá ghê lắm. Cá lóc, cá gì cũng có. Đủ thứ cá hết. Hồ lâu năm nha bà con. Rồi xin hiển chào bà con cô bác nha.